Nó chuyển được cái màn hình màu đen mình nghĩ là được không? Đã chuyển được rồi. Cái này nhé, bởi vì chưa có ai có bài cả, mình sẽ làm luôn một cái bài trong này được không? Nhé, mình sẽ dẫn cái bài nữa trong này. Và tự nhiên là về sau cái tính đề nó sẽ thay đổi một chút các cái loại bài thì mình sẽ về mình sửa lại thôi, đúng không? Theo như mô hình ở trên này nhé, này có không có sách gì, chiếu nó được trên màn hình gì đó. Theo như mô hình trên này, mình sẽ nhìn thấy đây, nó sẽ phải chia làm các người đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, theo trục x thì lấy 5 lưới, để sao cho nó đủ đến cái điểm, để sau mình chia. Theo trục y thì mình sẽ lấy một là điểm chân cột này, thứ hai là điểm ở vai này, thứ ba là điểm ở đỉnh này, và thứ tư là điểm ba là đỉnh cột, và thứ là đỉnh mái, đúng chưa? Thì theo trục z của nó sẽ vào mấy, 4, đúng chưa? Còn theo trục y này thì mình không xét đến, nó chỉ bằng 1 thôi. Còn đây là nhịp của nó, trong này là 24 mét, thì mình làm thời mình sẽ lấy cái này theo 8 mét đi, thì mình sẽ edit sau. Cái này thì không cần xét đến, còn cái này bằng trên là 6m3 này, mình cứ để 6.3 đã. Rồi. Ok. Tắt này đi thế nào nhỉ? Rồi. Đấy, đúng chưa? Xong mình sẽ vào edit cái số liệu này đi này. Trục A đầu tiên là theo cái này là 4 mét này, đến 8 mét, 8 mét là gì ạ? 4 mét ạ. À. 6.3 này, đến Z2 của nó bằng 2 mét này. Z3 của nó bằng 1.2 này. Ok này. Đây, thấy chưa? Thì đây là xong phần lưới này, trước xong lưới thì tốt nhất là mình xếp vào đá nhé, không tí nó mất điện hoặc tắt máy thì... Mọi người đã học phần sát mà... Học rồi đúng không? Đi rồi đúng không? Bởi vì cái này thì nên làm, bởi vì là khi ở trên trường thì chuyên môn nó bị gì? Đang làm thì nó tắt đột ngột đấy. Nhưng mà mình đang ở trên đất một chút thì khoảng tầm 4:15. Em chờ H3.3 nhé, còn các bạn đến thì chờ đấy. Chút mình xuống. Anh ơi, mình hỏi chút. Em là lớp nào nhỉ? À rồi đúng rồi, thế là 4 giờ. Ừ rồi ok. Mình cũng còn lớp 5 giờ nữa. Ngồi đây nhé. Thank you.
Anh vào từng phần một nhé. Đầu tiên này là frame section này. Được chưa? Cái này thì add thôi. Đây. Mình sẽ lấy là tiết diện cột này. Gọi nó h đi. Cái này của nó h trong này lấy bằng 400 này. Chiều rộng của nó bằng 200 này. H 400 này. Nhân lên 200. Thì mình sẽ lấy cái thông số chiều cao cái này bằng 0.4 này. Cái này bằng 0.2 này. Cái này của nó trong này dày của bản TS này, dày của bản cánh trên nhé. Bản cánh trong này được dày bằng mấy nhỉ? Bản cánh trong này dày bằng 1 cm. Thì mình sẽ lấy đây bằng 10 này. Đây. Bản bụng được dày là bằng 0.6. Đây bằng 6 này. Cái này bằng 0.2 này. Và cái này bằng 10. Em ngồi ở H303 và các bạn đợi mình khoảng 15 phút nhé. Mình đang chèn ớt một chút nên mình sẽ chạy xuống. Bé bằng 1 cm tương đương 10 mm. Chưa? Cái này bằng 6 thôi. Đây. Con thả này rồi đúng không? Ok này. Cái tiết diện thứ hai này là mình add copy luôn cái này đi. Bởi vì nó sẽ tồn tại một cái 25 đúng không? Đây. Cái này sẽ bằng H này. 250 nhân 200 đúng không? Thì mình thay cái 0.4 bằng 0.25 thôi. Đâu? Đấy nó tự đổi mà. Được chưa? Được chưa? Ok. Chắc còn tiết diện gì nữa không? Cột rồi này, xà tiết diện bao nhiêu? Xà cũng bằng 40 luôn đúng không? Lấy bằng cái này luôn đúng không? Được. Mình sẽ ra một cái tiết diện nữa là tiết diện thay đổi. Để tạo tiết diện thay đổi thì mình vào sau nhé. Đây này, mình nhảy trên này này, mình vào cái Azure này này. Đây này có non-spirit matic này, này. Đấy. Thì đây tiết diện xà thay đổi nhé, mình đặt tên là xà thay đổi nhé. Hay đây là dài 4m thì mình đặt là xà 4m nhé. Được chưa? Thì tiết diện khởi đầu của nó bằng bao nhiêu? 400 này, tiết diện kết thúc là 250 này. Chiều dài thì mình chú ý này, nó có hai giá trị, một là absolute là tuyệt đối, variable là gì? Tương đối thôi. Mình để variable được chưa? Cái này, ôi, chết. Nó lại tự thoát bây giờ chết. Rồi, cái này thì nó sẽ biến đổi theo parabolic, tức là gì? Theo bậc 2. Còn cái này theo bậc nhất thì mình sẽ để luôn cái này. Được chưa? Mình add vào. Đi. Nên thì là đấy là chiều dài tương đối. Cái này chỉ một con số mang tính chất gì thủ tục ý nghĩa thôi, không nó không có ý nghĩa gì cả. Đây mình đã để variable thì cái này cho thoải mái, còn nếu absolute thì về sau nó sẽ mặc định nó chỉ có dài 0.5m thôi, được không? Mình để cái variable này rồi này. Tức là thay đổi theo bậc 2, còn cái này là thay đổi theo bậc nhất. Và cái QV này thay đổi cho bậc 3 này. Cái theo trục tức là gì? Theo phương ngoài mặt phẳng nó thì thay đổi theo bậc nhất thôi. Còn theo phương trong mặt phẳng nó sẽ thay đổi theo bậc 2. Đấy, được chưa? Được chưa? Chọn
theo mình đúng này nhá. Đúng chưa? Rồi, ok nhá. Thì đấy là xong phần tiết diện. Mình sẽ đi xây dựng mô hình này. Thì sự mình xếp vào cái đã. Rồi, xây dựng xong rồi xếp. Đầu tiên là cột tiết diện chữ H là cột đúng không? Mình sẽ chọn từ đây này. Chú ý nhé, để đọc thống nhất kết quả ấy, thì mọi người sẽ xây dựng theo nguyên tắc là gì? Từ dưới lên trên và từ gì? Từ trái sang phải, được chưa? Một này, lên trên này này. Thứ nhất là cắt cái đoạn này ra, có cần phải cắt không nhỉ? Để về sau tí nó còn cho tải tác dụng cho nó dễ, nếu không mình phải gắn điểm vào. Đi. Có lưới sẵn trong nút rồi gì? Nút tức là tài này nó sẽ tự mặc định có một nút đây được rồi. Ờ, ok thì không để cái này nữa. Đấy. Sao này? Thế nhá, mình sẽ nối từ đây này, lên trên này đúng chưa? Bên này thì mình sẽ nối từ đây này, lên trên này. Đấy là xong tiết diện này. Tiếp theo này, để tạo ra cái tiết diện trên này thì mình sẽ nối này từ đây này lên trên này, này. Và từ đây lên trên này, này vì tí nó sẽ liên quan đến cán của phần xà. Mình sẽ phải cắt được cái điểm này ra đúng không? Bởi vì điểm thay đổi tiết diện nó sẽ nằm đây này. Sẽ có nhiều cách làm và có một số cái chương trình hướng dẫn thì nó sẽ kéo nó cầm cái điểm này nó nhấc điểm này lên. Đấy nó sẽ là một cách. Rồi mình vào edit này, edit line này, divide frame này, break, đúng chưa? Cái này mọi người chắc học rồi đúng không? Đây, sau đó mình xóa này đi thôi. Rồi, ok. Chọn cái chân này chân ngàn đi ạ. Được chưa? Bây giờ mọi người nhé, mình lưu ý mọi người một chút này. Trước khi mà làm ấy thì mọi người sẽ để ý xem cái tọa độ địa phương của mình có những thành thành phần này nhé. Bởi vì nó sẽ liên quan này. Bởi vì cái xà mà thay đổi tiết diện ấy thì mình cái của nó đầu xà là bằng bao nhiêu? 400 đúng không? Cuối xà của nó bằng 250. Nếu mà mình xây dựng cái này từ đây sang đây thì nó sẽ tọa độ lưới địa phương nó sẽ ngược lại. Và nếu mình quyết định cái đầu xà đây nó hiểu điểm này và cuối xà này điểm này, nên bắt buộc mình phải nhìn trước xem cái tọa độ địa phương có vấn đề gì không, đúng chưa? Thì mình sẽ chọn lấy hai thành phần này này. Và outside này, frame này. Và mình chọn cái xà này là xà 4 mét đấy. Đấy. Còn cái này thì mình sẽ chọn vào outside này. Và cái xà này xà 250. Được chưa? Nhìn trên 3D một chút. Đâu nhỉ? Đây là đang selection đúng không? Ok. Đây đi, reset đi. Nhìn thấy không? Đây nó thay đổi đấy. Đoạn này là 250 này. Đoạn này nó từ 250 về 400 đây này. Cái này đi theo cái gì nhỉ? Session không phải gì. Material đúng không? Được chưa? Rồi, kệ nó. Màu tính được. Thì như vậy là mình xong, đầu tiên là xong đi. Được cái khung đúng không? Chọn xong tiết diện, chọn sơ bộ xong tiết diện. Bước thứ hai là mình sẽ vào tải nhé. Trước khi vào tải thì mình sẽ gán các cái trường hợp tải này. Trong này thì người ta đã để sẵn rồi, cái nét rồi. Nếu mà mình không muốn kể đến nó thì mình sẽ phải cho này bằng mấy ạ? Bằng 0 đúng không? Còn nếu mà muốn kể đến nó thì phải cho bằng 1.05. Trong trường hợp nào cũng đúng đều phải sửa. Đấy, hoạt tải này. Tiếp theo,
Hoạt tải thì sẽ có hoạt tải bên trái này. Hoạt tải trái này. Được chưa? Sau đến hoạt tải gì? Phải này. Sau tiếp theo là tải cầu trục thì có gì ạ? D mắc trái này. Cũng không ảnh hưởng gì cả. Cái này thường nó có thể thuộc vào cái tải super, nhưng mà nó mình để kể cả để đẹp nó sẽ sáng. Vì cái đấy thì chỉ phân định thôi, nó không có nghĩa gì cả. Có những trường hợp em làm cho tất cả những cái này đẹp này, chỉ trừ cái trường hợp gió đỡ với cả trường hợp đất này, thì em phải kể đến. Nếu mà em phải đưa vào cái mô hình đến vào trong tâm cứng ấy, em mới cần có. Còn em cho tất cả cái tải này là bằng đét hết cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Đi mắc trái này, đi mắc phải này, được chưa? Tiếp tục này, đi mắc trái này, đi mắc phải này, đi mắc trái này, tiếp tục là gió này. Đó trái này là gì ạ? Đó phải. Đó thì tôi để nguyên cũng được. Được chưa? Mình sẽ vào từng trường hợp một nhé. Đầu tiên là tính tải. Tạm thời thì mình sẽ không chưa nói trong cái này đúng hay sai, nhưng mình cứ vào cho đúng như trong này nhé, để cho mọi người dễ làm, dễ tưởng tượng bắt chước theo thôi. Theo như cái này thì nó tải phân bố trên mái của nó bằng 2,05 này. Còn nếu mà trong trường hợp nếu mà mình muốn làm như thế này này, muốn làm đưa phân bố đều trên máy này thì mình sẽ phải bỏ cái hệ số 0,995 trong này đi, được chưa? Lưu ý cái này, chọn này, tính tải để chọn tất luôn, size này, frame này, view này, cái này là depth này, gravity này, này bằng 2.05 kN trên mét thì mình khai vào đây đi, 2.05, được chưa? Ok. Đấy. Có hiểu không? Tiếp nhá. Chọn hai đầu. Rồi. Ở size này, zone node này, cross này. Cái này cũng thuộc dev rồi. Còn nó là theo trục Z. Cái này bằng -8.22 đúng không? Ok. Đây. Rồi đây là tải. Không thấy nó nháy nhó gì. Vừa đấy mình bảo rồi mà, đúng không? Sai này, zone node này, cross này, mình để ý nhé. Đầu tiên cái tải của nó theo trục Z của nó bằng -6.3 kN, cái này là -6.3 này. Còn cái moment đây thì mình hiểu moment theo trục nào? Trục Y, đúng rồi. Trục Y khi mình xoáy, xoắn cái này là theo chiều gì nhỉ? Chiều kim đồng hồ thì nó sẽ có giá trị dương, còn ngược chiều kim đồng hồ nó sẽ có giá trị gì? Âm. Và mình sẽ nhập vào đây giá trị dương bằng 3.15. Ok.
Đấy thì mình sẽ nhìn trên 3D mình sẽ thấy này. Đây. Được chưa? Nếu mà phóng to ngay ra mình sẽ nhìn thấy cái moment với cả cái nó có sẽ khác, có cái khác nhau một chút nữa. Đây nó có hai cái gì? Hai cái mũi tên, ở đây chỉ có một mũi tên thôi. Được chưa? Đây 3.15 nên moment này, còn 6.3 này là phải tập trung này. Tương tự mình chọn ở bên này. Và outside này, John Note này, Cross này. Thì cái này không đổi, nhưng còn cái thằng này nó có dấu gì? Âm, trừ, đúng chưa? Rồi, ok. Được chưa? Nhìn qua một chút, có vấn đề gì không? Đúng chưa? Thì đấy là xong, đầu tiên là tính tải. File này, save. Bây giờ này, sang hoạt tải này thì sẽ có hoạt tải máy trái và hoạt tải máy phải. Outside này, ở frame này, YouTube view này, mình sẽ chọn hoạt tải trái trước nhé. Và cái này tải của nó phân bố đều của giá trị bằng 2.35. Cái vừa đấy mình nói nó bằng 2.34 đúng không? Nếu mình nhập theo cách này thì vào nó chuẩn xác phải bằng 2.34. Nếu 2.34 nhé. Ở gravity đúng rồi. Ok. Đấy. Đây là hoạt tải máy trái. Còn nháy sang bên này vào outside này. Chọn sang hoạt tải phải này. Tương tự như thế. Đấy. Toàn máy đi cộng cả trái cả phải ra toàn máy. Đúng không? Đấy chưa? Đấy là xong tải trái này, xong tải phải này. Đấy chưa? Tiếp theo là xong tải gió. Tải gió đầu tiên là tải tác dụng lên cột này. Và outside này. Và frame node này, YouTube view này. Thì đầu tiên mình sẽ lấy gió trái nhé. Gió trái. Mình để ý đây là cái tải, cái gió nó sẽ theo phương nào gì nhỉ? Phương x, trục x động, mình sẽ chọn global gì? Global x với tải phân bố đều của nó trong như trong sách ghi đây. Bằng 5.47 đúng chưa? này. Thì đây, chính là gió trái theo bên này. Chọn thêm bên này nữa. Outside. Đây bằng 3.42 đúng không? 3.42 sao lại phải trừ? Đây, trừ là tí nó sẽ trừ sau. Ở đây thì cái này thì mọi người này chú ý này. Distribute này, cái vần gió trái nhé, cái này nó vuông góc với cả khung thì mình sẽ phải chọn local đúng chưa, và tọa độ địa phương của nó là tọa độ 2, giá trị của nó nếu bốc lên thì nó sẽ giá trị dương, này 2.19, ok, được chưa? Còn bên này tương tự, cái này bằng 2.74 đúng không? Rồi, ok, được chưa? F4 này. Thế là xong gió trái nhé. Mình sẽ sang gió phải, mình làm ngược lại thôi. Và outside này. Tốt nhất là đã cứ thử vào đến lúc giá trị nào. 1, 2, 3. Nhớ làm cái gì? Cái này global x này. Mình sẽ chuyển cái gió này sang gì? Gió phải này. Cái giá trị của nó ngược lại đây bằng bao nhiêu? Trừ 5.47 đúng không? Đây là gió phải. Bên này tôi sai này. Cái này bằng trừ 3.42. Ok, rồi. Cái này cái này là local này. Này lấy tọa độ 2 này. Cái này bằng 2.19 đúng không? Và cái này bằng 2.74. Ok. Được chưa?
đó đấy. Vị tiếp theo, vị sân tài cầu trục. Đầu tiên là bên trái. Mình sẽ chọn vào đây này. Outside này, zone này, zone load này, cross này. Mình sẽ chọn đầu tiên là D mắc trái nhé. D mắc trái mình sẽ thấy đây nó có hai giá trị này. Là 178,5 và gì? 89.25 đúng không? Thì cái này nó đang lấy số một dấu trừ bằng trừ này. 178.5 này. Và cái này là sẽ có giá trị gì nhỉ? Âm bây giờ ạ. Vuông đó, 89.25. Ok. Để 3D thì nhìn cho nó dễ. Đây. Assign này. Zone node này. Cross này. Còn bên trái cái thì bằng bao nhiêu? 53.3 trừ 53 này, chấm 3 này. Và cái giá trị của nó bằng trừ 26.65 đúng không? Ok. Đấy, được chưa? Đây là D mắc trái này. Mình chuyển sang D mắc phải này. Mình sẽ chọn điểm này trước này. Nên F4 đi cho nó biến mất cái này đi. Được chưa? Và outside này, zone load tiếp này. Force này. Như đây mức phải đây thì bên này nó bằng trừ 53.3 và gì? 26.65, nhưng tuy nhiên cái giá trị đây nó lại có giá trị gì ạ? Dương đúng chưa? Đây mức phải. Ok. Một bên được chưa? Tương tự bên này. Thì tải ở đây bằng trừ 178.5 và dưới này của nó sẽ bằng trừ 89.25. Được chưa? Rồi bây giờ sẽ sang cuối cùng là nực hám đúng không? À, bây giờ là vỡ mặt đấy. Đi. Vậy nếu muốn lúc đầu mà phân cái này này thì mình sẽ tính từ điểm này lên trên thôi. Nhưng bây giờ đang này thì phải tính từ điểm nào? Điểm dưới chân này cộng lên trên đúng không? Chọn một điểm lên trên nữa đi. Cũng được. Nếu thế mình sẽ chọn đến một điểm bên trên nhé. Ví dụ trong này người ta nên lấy lên một điểm bằng 0,7m từ điểm này đúng không ạ? Thì draw đi. Đây nét theo trục gì nhỉ? Không, theo trục y đấy. À đây có z nhỉ? Cái này là mới cải cách đúng không nhỉ? Chứ còn ngày xưa mình nhớ là offset này chỉ theo x với theo y thôi mà nhỉ? 0 chấm gì nhỉ? 7. Chợ. Thì đây từ đây bấm biển này nó sẽ lên nhá. Được chưa? Thì mình sẽ vào đây. Outside này. Còn nếu bình thường nếu mà mình chia cái này ra làm hai đoạn nhé, thì mình chỉ cần chọn đoạn này và mình sẽ vào với cái dạng việc được tập trung như của việc của khung. Còn nếu mình làm này là mình vào tải vào theo điểm, theo điểm. Vào outside này, cho nốt này, đây là force này, thấy chưa? Đây mắc trái nhá. Đấy, sao đây? Đây mắc trái, cái này bằng 6.82 luôn, cái này bằng 0 này. Đây bằng 0 này. Và cái này mình sẽ lấy tốc độ trục x. Cái này sẽ bằng trừ đi, 6.82 đúng chưa? Còn đây ơi sai. Rồi. Ok, được chưa? Hết rồi. Đấy. Đây phải đây. Đấy.
chưa nhỉ? Cái này của ai nhỉ? Sau khi mà xong rồi thì ấn F5 chạy bình thường thôi đúng không? Bỏ cũng được, không bỏ nữa nó chạy ngỡ gì đó. Ok nhé, lần nào nhé. Em mà đừng bao giờ kiểm tra cái chuẩn bị của cốt thép, vì thông thường là nó chuẩn bị nó sẽ khác. Nhưng bê tông thì yên tâm, bê tông là độ cứng bao giờ đảm bảo, đúng chưa? Mỗi độ bền thì có thể nó yếu hơn. Một điểm nữa nhá, sau khi chạy xong rồi ý, mọi người đưa ra kết quả thì một cái quy định bắt buộc là mọi người phải làm cái này này. Cái này nó không có chữ window nhỉ, nhớ là nó có các cửa sổ ấy. Display à? Không. Từ option trong bắt đầu nó có chia ra các cửa sổ. Không, chia các cửa sổ để xem, như vừa nãy mình xem hai cửa sổ đấy. Đây à? Thử xem được không? Được đấy. Ba cái nữa đâu? Không, mình thích là nó có bốn cái chia làm khúc. À thế à? Đây à? Không, cái này không được rồi. Cười nhẹ. Cái này không làm được cái đấy á. Mục đích ý, để mình sẽ đưa một cái bảng này, một cái này nhé, nó sẽ có 4 ô. Ô đầu tiên là tải trọng này, ô thứ hai là lực dọc này, ô thứ ba là moment, ô thứ tư là lực cắt trong một cái biểu này. Sắp 14 vẫn làm được, sắp 10 càng làm được, nhưng tại sao sắp này nó mất cái chiều window cửa sổ trong này này? Không đi play không có. Không, mà mình hay làm từ trong option. Thế ví dụ bây giờ mình muốn làm xem một lúc bốn cửa sổ không xem được. Cái new thì nó lại dính vào cái này thôi. Đấy. Chưa. Rồi. Hết rồi. Không tạo được nữa. Cái này không co này được à? Này có thủ công. Okay.
Được chưa? Mình sẽ có bốn cái ô cửa sổ này nhá. Ô đầu tiên này mình sẽ để dạng 3D này. Rồi mình sẽ display cho mình này cái tải này. Ví dụ là chạy chưa nhỉ? Chạy rồi đúng không? Cái dev này, ok. Đấy. Đấy, nó sẽ to một chút làm nào để cho nó nhìn thấy. Không không, cái này phải để 3D thì mới nhìn được. Nhiều khi bạn thưa vào cửa tải, bởi vì trong 2D không thể nhìn thấy được. Ví dụ như cái thành moment này, mình chỉ cần nhìn mờ mờ, không cần nhìn rõ đâu. Đúng không? Sau đó tiếp tục cái thành phần thứ hai này là sẽ biểu diễn cho mình cái moment. Cái này in như A4 mình đấy, cách khóa trước của mình rất là to lắm, nhìn rất là rõ. Nhưng chú ý chuyển nền của nó thành màu trắng nhé, chứ không phải đền màu đen gì này đâu. Rồi tất cả những cái này là thành màu đen này. Đây, cái nét này đầu tiên là được dòng này. Đây. Đấy, được chưa? Cái đét thứ hai, cái thứ hai nó thành phần bộ 3 này. Đây, để insert. Đây, cái thứ ba được cắt. Bây giờ cho nó trở lại về trạng thái không được. Gì? Đang đưa rồi không bấm. Hai đi, chết hai đi. Lớp mình nghe 2303. Rồi chờ đến mình xuống. Rồi, được chưa? Thì tất cả các trường hợp tải mình đều chụp theo đến bốn cái cửa sổ này. Mình có thể làm luôn cái full screen trên màn hình, hoặc mình dùng các cái phương tiện khác. Mình sẽ chụp, mình có thể lấy đi cả tên này vừa, hoặc không yêu cầu mình chỉ cần từ đây thì đến đây thôi. Nếu không mình lấy cả cái chữ sáp từ đầu đến cuối cũng được. Được chưa? Yên tâm là in lên A4 nhìn thấy rất rõ. Đấy, chụp lên. Và một cái nữa này, chú ý nhá, là khi mình đưa ra các cái phương án ấy, tất cả những cái này mình sẽ không phải đưa ra cái này, mà mình sẽ đưa đối dạng của đồ này nhá. Và mình nhập số ấy, nhập số thì chú ý này, trong cái bảng này này là họ nhập số theo quy định của sức bền. Còn nhập số, cái số này của mình là theo gì? Theo trong sáp. Nó có những vị trí số của nó sẽ khác nhau nhá. Số nó sẽ khác nhau, thì mình lấy thống nhất theo một cái số của nó thì nó sẽ không bị sai. Thì tất cả quy định đấy theo trong sao hết nhé. Nó là dấu trừ, tất cả đều trừ, còn cái này sau này nó cộng thì mặc kệ nó, được chưa? Thật ra là có hai cách. Một là phải tính ra em đưa vào cái trên đỉnh cột này. Cách thứ hai này em gán vào trong cái device này đấy, enter này, em lấy cái hệ số khó test là 1.05. Đấy,